Phải ất phái tập kết chúng môn phái giang hồ, ý đồ dồn ta vào chỗ chết. Chúng ta không thể ngồi yên để chờ chết được. Phải trùng chấn Nguyệt Linh Cung, trùng chấn Nguyệt Linh Cung, trùng chấn Nguyệt Linh Cung, trùng chấn Nguyệt Linh Cung. Sư phụ, người hay nói ở đây quá lạnh lẽo, trước đây con không tin, bây giờ cuối cùng con đã hiểu được rồi. Báo, thuộc hạ làm việc bất lợi, trước mắt không có manh mối của Hữu Hộ Pháp. Lùi đi, tiếp tục tìm. Dân y đã bị thương, lỡ như không được, ta phải đích thân tìm y. Người đâu? Có, chuẩn bị cho ta, ta muốn đi ra ngoài. Dân Mùi làm sao vậy? Sao lại khóc? Ngũ ca, Ngũ ca, mùi ngoan, đừng khóc được. Mùi không muốn lấy chồng đâu. Mùi phải làm sao đây? Đừng nóng, chúng ta sẽ tìm cách nghĩ. Nào, nước mắt đi đã. Ngũ ca, từ khi mùi về nhà, ngày nào cũng ở đây. Mùi cảm thấy buồn lắm. Mùi muốn ra ngoài chơi. Chờ ca ca một lát đi, ta dẫn muội đến chỗ này chơi vui lắm nhé, được không? Đừng khóc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thật khó mà chấp nhận. Tam ca, chị của huynh và biểu muội sao rồi? Ta và biểu muội không có gì hết. Không có gì. Không có gì mà tặng trăm ngọc cho người ta. Đó là muội muội chọn. Huynh đừng có nói là huynh như vậy là biểu tỷ nhé. Là sao? Tam ca, để phục huynh thật đó. Biểu tỷ có thể chịu đựng huynh, đúng là làm khó cho tỷ ấy. Nhưng lúc nãy để nhìn thấy biểu tỷ cài cây trong đó mà. Thật không ngờ kinh thành lại đẹp như vậy đó. Ngũ ca thật tốt, đặc biệt dẫn chúng ta đến đây chơi thật vui. Nhiệm nhiệm, hai hôm nay làm khó muội, vừa về đã bị chuyện hôn sự làm cho buồn. Thật không thể hiểu nổi. Trước đây lúc muội ở Thái Ức Sơn, ngày nào cũng làm biến luyện công, cũng không có ai nói tới muội. Cả ngày đi chơi cùng sư tỷ sư huynh, thật là vui nhộn. Nhưng điều duy nhất khiến muội cảm thấy phiền lòng chính là không biết tại sao nhị sư huynh đột nhiên lại không muốn gặp muội nữa. Nhị sư huynh á, chính là Tiêu Mộc Trần mà muội thường hay nhắc phải không? Người giang hồ xưng là Tuyệt Tình Kiếm. Y đó, võ công của y rất lợi hại. Trước đây lúc muội Thái Sơn thích nhất là luyện kiếm với y. Ta có nghe cụ mẫu nói Tiêu Mộc Trần có ơn cứu mạng nhà chúng ta. Năm 8 tuổi, cha mẹ đưa muội đến Thái Ức Sơn, là vị sư huynh dẫn muội đến Y Tiên Cốc cầu xin sách nữ sư phụ chữa trị cho muội, hơn nữa còn chăm sóc muội không rời nửa bước.
Nhiễm Nhiễm, sức khỏe của muội sao vậy? Bây giờ rất tốt, đã lâu không còn phát bệnh. Nhưng 3 năm trước thì thật sự bệnh nặng lắm. Vì vậy mà 3 tháng đó muội không nhớ gì. Nhưng bây giờ qua rồi, bây giờ muội có thể có hoàn hồn đơn của sách nữ sư phụ cho muội, cho nên không cần phải sợ. 3 năm trước xảy ra chuyện gì? Muội thật sự không nhớ nổi sao? Sách nữ sư phụ nói muội đã hôn mê 3 tháng, vậy mà muội không có một chút ấn tượng. Nhưng từ đó về sau thì muội thường có những giấc mơ kỳ lạ lắm. Muội đã mơ thấy gì? Khi tỉnh lại thì quên mất. Nhưng mà muội biết đây là ác mộng. Nhiễm Nhiễm à, rốt cuộc bệnh của muội có thuốc gì để trị khỏi không? Sách nữ sư phụ nói chỉ cần có hoa mặt trăng và linh chi chín cánh thì có thể trị khỏi bệnh cho muội. Hoa mặt trăng, linh chi chín cánh. Sách nữ sư phụ không phải hứa chúng ta sẽ giải độc cho Nhiễm Nhiễm hay sao? Sách nữ sư phụ và nhị sư huynh vì đi tìm linh chi chín cánh mà bôn ba khắp nơi. Sách nữ sư phụ, sách nữ sư phụ, nhị sư huynh, Nhiễm Nhiễm, cảm ơn hai người. Nhiễm Nhiễm, tiểu thư, Nhiễm Nhiễm, tiểu thư, người đâu? Mau gọi người đi, người đâu? Biểu ca, Nhiễm Nhiễm rơi xuống nước rồi. Muội muội, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, hảo công phu, cứu được rồi, tốt quá. Từ từ đi, từ từ. Muội muội, muội muội, qua đây. Tỉnh rồi, muội muội. Sao rồi? Mạch tượng bình thường rồi. Muội muội, muội muội, muội muội. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, muội có sao không? Mau về nhà đi. Đi. Đa tạ công tử ra tay cứu mạng. Ta xin cảm ơn. Công tử xin mau đi thay y phục. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Các người đi đâu vậy chứ? Muốn như vậy rồi mới về? Cha mẹ đều đã. Từ từ. Muội muội, muội muội làm sao vậy? Tiểu tỷ, Nhiễm Nhiễm rơi xuống nước. Rơi xuống nước hả? À? Nhiễm Nhiễm, tránh ra. Cha, mẹ, nhi tử vô năng, đã để muội muội bị thương. Xảy ra chuyện gì? Cựu cụ, cụ mẫu, con và tiểu Nhiễm ở trên thuyền nói chuyện. Kết quả Nhiễm Nhiễm đứng không vững nên đã rơi xuống sông, không giữ được mùi ấy chính là lỗi của con. Thiềm Nhi à, chẳng liên quan gì đến con, đừng tự trách mình. Hai người đàn ông ở đó, ngay cả mùi mùi của mình mà cũng không bảo vệ được. Trác Nhi, Nhiễm Nhiễm sao rồi? Rơi xuống nước, bị sặc nước, cũng không còn gì đáng ngại. Chẳng qua hơi sốt một chút, nhiễm chút phong hàn. Từ nay trở đi, không đứa nào dẫn nó ra ngoài được. Các con thay phiên nhau canh chừng nó, canh chừng thật kỹ. Dân, con biết rồi. Cụ mẫu. Nhị công tử, đúng là vị công tử rồi, là ta. Phục bá, ta về rồi đây. Tốt tốt, về thì tốt rồi. Vào trong đi.
Lão già, vị công tử về rồi. Cho nó vào đi. Dần. Tần lãng hồi phủ xin dâng an cha. Đứng lên đi. Ba năm ở ngoài, con sao rồi? Hài nhi bất hiếu, ba năm không về đã làm phụ thân lo lắng. Con có biết lần này di phu triệu con hồi kinh là vì chuyện gì không? Hài nhi biết lần này hài nhi trở về chính là muốn khuyên phụ thân rút lại hôn sự này. Còn nói cái gì? Thù ca ca chưa trả mà dám một ngày chưa diệt, hài nhi không thể yên tâm để thành thân. Trên triều đường, trước bá quan văn võ, ta và Tô thừa tướng đó đỉnh thân nghị sự, trước mặt của hoàng thượng hôn sự này còn không đồng ý là không được. Hài nhi khẩn cầu xin phụ thân thu hồi thánh mệnh. Chuyện hôn sự này không thể thương lượng. Con lên đường ngày đêm mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm đi. Vài ngày nữa theo cha đến phủ thừa tướng bái kiến thừa tướng đại nhân. Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, đừng quên ta. Đừng quên ta. Quên là ai? Đừng quên. Nhật Tuyên. Còn đúng là đồ bất hiếu, ba năm không về, vừa về thì làm cho ta tức chết đi được. Phụ thân, xin hãy nghe con nói. Con lục xét biên cương ba năm đã tra ra được hung thủ năm xưa đã giết hại ca ca, là khủng hộ pháp của ma giáo Nhật Tuyên. Giáo đồ ma giáo xuất quỷ nhập thần, giết người như rạ, thủ đoạn toàn ác vô cùng, thậm chí còn thao túng tâm trí người khác. Ba năm rồi còn không bắt được hung thủ, dựa vào mình con làm sao mà diệt được hết ma giáo chứ? Hài nhi khẩn cầu xin phụ hoàng cho con thêm 2 năm, con nhất định sẽ bắt cho được Nhật Tuyên. Cầm miệng, ăn nói hồ đồ. Vi phụ sẽ không cho con trở về biên cương để con rơi vào nguy hiểm hay đâu. Phụ thân, người đâu? Có, lôi ra đi. Phụ thân, phụ thân. Xin hỏi ngài đây là cha không cho ta ra ngoài? Tôi là quản gia Lầu Gia Báo. Ta đúng là bệnh nặng không cần khỏi nổi. Được được. Cơ hội tốt rồi.
Thất ca nói với mình là chợ phải đi bên trái hay là đi bên phải hả? Bên trái. Thiếu chủ, đại quản gia đã đến phủ thừa tướng rồi. Ta biết rồi, để đại quản gia đến đó mở lời trước đi. Ta ra ngoài đi dạo. Vâng. Rốt cuộc chợ ở đâu? Sao mà càng đi thì càng hoang vắng quá vậy? Bánh bao của mình. Đứng lại. Vị đầu trưởng này, vị đầu trưởng này, tỉnh lại đi, ngủ ở đây là không an toàn đâu đấy. Cô là ai vậy? Vị đầu trưởng, sao bà lại ngủ ở đây? Ta đến đây để làm cái gì? Thật không nghĩ ra, không nghĩ ra. Hay là để ta ngủ thêm một lát nữa đi. Vị đầu trưởng này đừng có ngủ mà. Ở đây quan vắng, lỡ như thú rừng đến thì tính làm sao đây? Cái này cho bà, là ca ca của ta làm đó. Rất là ngon. Ăn xong có sức rồi thì mau lên đường đi. Được được, cảm ơn. Không có được ngủ gật nữa đó. Thí chủ, có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đi thông thả. Công tử à. Vị công tử, xin đợi một lát. Cô đương, không biết gọi tại hạ có việc gì không vậy? À, công tử xin hỏi làm sao để đến kinh thành đây? Kinh thành ở phía sau của ta. Ta mặc kệ đi, muốn ra chợ ăn cái bánh bao. Sao đi lạc đến đây nữa? Quên cười cái gì? Ta không có cười. Nếu cô nương không còn chuyện gì nữa, nghe ta nói đây. Bây giờ tại hạ xin cáo từ ở đây. Chuyện đó, cô nương có gì căn dặn đây? Chuyện đó, công tử, xin hỏi huynh đi đâu vậy? Ta đến kinh thành. Vậy công tử có thể Quỳnh có thể không? Chuyện đó đó. Công tử Quỳnh có thể cho ta đi cùng được không? Không thể. Tại sao vậy? Người yêu của ta, lưng của nó không khỏe, không thể chở được hai người. Đó là diện cớ thôi. Ta có nặng bao nhiêu đâu chứ. Nhưng ta không hề quen biết cô. Lỡ như cô là tên lừa gạt, vậy thì tính làm sao đây? Ta có chỗ nào giống lừa gạt hả? Hơn nữa quên là người đàn ông, mà sợ cô gái yếu ớt như ta sao? Hơn nữa, dù gì thì ta cũng là khuê tú nhà lành. Khuê tú nhà lành thì sao? Khuê tú nhà lành mà có thể tùy tiện đi cùng ngựa với đàn ông lạ. Quynh. Được.